tiêu, đó là thứ nhất là truyền tải những cái kiến thức lịch sử một cách nhẹ nhàng nhất đến cho tất cả khán giả. Và cái thứ hai mà chúng tôi đang hướng đến đó là tạo ra một cái cầu nối thông qua chương trình, thì khán giả truyền hình sẽ thấy được những cái nét đặc sắc về văn hóa, về ẩm thực, về du lịch trên từng con đường mà chúng tôi đi qua, từng câu chuyện chúng tôi kể.